Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi chiều rất là đẹp trời và em đang ngồi tại khu vực xóm bóng Tháp Bà. Ở đây là xóm Cù Lao và thật sự rất là vui trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay em chia sẻ đến quý vị rằng có một người anh ở bên Âu Châu. Anh có gửi về cho em một số tiền. Anh gửi về cho em là 200 euro. Anh thì đang ở Bình Pháp. Anh là một người con của xóm bóng, một người dân ở xóm Cù Lao này. Và kính thưa quý vị, 200 euro em quy đổi ra được thành 5.520.000. Trong đó thì 5 triệu em đặt 250 ổ bánh mì thịt trong buổi chiều ngày hôm nay để phát cho những bà con ở xóm bóng, những bà con lao động vất vả. Và quý vị đang nhìn thấy rất nhiều ổ bánh mì đang được làm ngay tại đây luôn. Và bây giờ là chỉ tầm hơn 3 giờ chiều thôi, chỉ còn khoảng mấy chị ở đây làm sơm sơm một chút thì em sẽ mang đi phát đến bà con. Và quý vị thấy ở đây em đang chuẩn bị máy móc, có hai cái thiết bị GoPro này. Em sẽ chia thành 3 nhóm thưa quý vị, một máy đang quay và hai cái máy này sẽ gửi cho mấy chị em chợ bầu để mà đi khắp các ngõ hẻm ở xóm bóng này để mà phát từng tay, từng ổ bánh mì đến tận tay của bà con. Và hôm nay là mấy cái chị làm bánh mì, đây là chị Kiều, còn đây là một người chị nữa, con của bà Bốn Ngà, con của nhà Văn ở xóm bóng đó quý vị. Chào mấy chị, rất là vui khi hôm nay em cũng bán năm xuân, em cũng bán năm xuân. Dạ rồi, chị Kiều vô nói chuyện ha. Rồi dạ chị đợi một lát ha, tôi nói chút nữa xuống. Dạ. Từ chị giới thiệu về nhà mình đi chị. Chị giới thiệu đây là quán Đông Sơn, chị có quán Đông Sơn là làm bánh mì, cái gì nữa không, cái nồi làm bánh mì rất là ngon tuyệt vời. Dạ à, cho em mượn một ổ thành phẩm đi anh trai ơi. Trong cái bị đó mình làm rồi, từ thiện là mình làm chân đéo cho đây, quý khách, quý cho quý một vị. Một phần bánh mì trong buổi chiều ngày hôm nay gồm có một ổ bánh mì, một chai nước kèm theo là một cái tăm sữa răng nữa thưa quý vị, rất là chu đáo. Có hai trái ớt ở trong đây nữa. Và hồi bữa em có đặt cọc chị là 2 triệu đồng, bây giờ em đưa thêm là 3 triệu nữa là 5 triệu là cho 250 ổ bánh mì ha. Đây kính thưa quý vị, 200 euro em đổi được 5.520.000. Thì trong đó là cái 500 ngàn đó quý vị, em đổi thành 5 tờ 100 ngàn để khi mà phát bánh mì á, gặp những cái hoàn cảnh nào mà thật sự khó và khổ thì sẽ tặng thêm mỗi ổ mì là thêm 100 ngàn nữa. Đúng rồi. Còn đây là 3 triệu ha, gửi tiền chị đại diện nhận giùm em. Nhận ai biết. Rồi chị Kiều nhận giùm em nha. Của chị Kiều á, chị Kiều nhận 3 triệu nữa đủ 5 triệu. Ai muốn nấu cơm, nấu cơm từ thiện thì qua đây mình nhận làm từ thiện, mình nhận làm nấu cơm từ thiện hoặc là bánh mì từ thiện hoặc là món bún mình nướng, làm rất là hiệu, bún thịt nướng bén cá tăm chất lượng an toàn thực phẩm. Cảm ơn cái nhà. Dạ kính thưa quý vị, đây có thể là một cái tiền đề mà có thể lan tỏa yêu thương đến với lại bà con ở xóm bóng. Hôm nay là một người anh đến từ cái hẻm phía bên hông đình Cù Lao và em xin phép được giấu tên của anh. Đây cái nồi xíu mại này ngon lắm quý vị, đặc biệt là cái thêm cái pate nữa nè. Bánh mì chị Kiều cũng bán ở đây cũng lâu năm rồi. Bán là năm rồi, đúng rồi. Dễ tiền bánh mì, dễ tiền của gia đình mình. Rau dưa rồi cắt nhìn hấp dẫn quá ha. Cái kia là sốt mayonnaise đó. Sốt làm á. Sốt tự làm luôn đó ha. Kia. Bánh mì này có chả thịt, rồi pate xíu mại rất hấp dẫn luôn thưa quý vị, kèm theo một chai nước nữa. Kèm theo tấm chân tình nữa. Wow, đúng rồi, kèm theo tấm chân tình của chị Kiều cũng như là một người con xóm bóng ở xa quê hương nữa. Anh này đang ở bên Pháp thưa quý vị, anh đang ở bên Pháp. Em không có nói tên đâu, nói tên là mấy chị em và bà con ở đây biết liền luôn.
cho nên ảnh giấu tên ha. Dạ kính thưa quý vị, để đẩy nhanh tiến độ thì em có mời những chị em ở chợ Bầu đến đây để mà mỗi người chung một tay góp sức để làm cho nhanh hơn đó quý vị. Và bây giờ là một cái dây chuyền sản xuất chạy bằng cơm, chị đây là xẻ bánh mì, rồi bên kia là bỏ rau dưa, bên đây là bỏ thịt, bỏ xíu mại. Xe bánh mì cũng được đeo găng tay hả ta? Vậy là tiến độ của chú em đó là an toàn thực phẩm. Giới thiệu với mấy chị em chợ Bầu luôn, hôm nay là một người con xóm bóng Phát Tâm. Và ảnh là nhà ở đâu bên cạnh đình Cù Lao đó. Cái ngõ hẻm bên hông đình. Cái này chắc hẳn là lần đầu tiên chị Kiều nhận đến hàng trăm mẫu bánh mì, cho nên có thể hôm nay làm cũng chưa được nhanh. Bỏ tam mới bỏ một chai nước, mới bỏ. Bây giờ là đông vui rồi. Mọi việc cũng đang tiến triển rất là nhanh chóng luôn. Những cái phần bánh mì là sẽ bỏ vào từng cái rổ này, sau đó là các nhóm sẽ xách theo cái rổ và phát tận tay đến với bà con luôn. Một lần nữa hôm nay cho phép em được nói lời cảm ơn sâu sắc đến một người con xóm bóng, một người anh đang ở bên Âu Châu, và nhà của anh thì nằm ở phía cái đường hẻm bên hông đình Cù Lao. Bây giờ thì cũng đã gần xong luôn rồi thưa quý vị. Lâu lâu sớm bóng mình có sự kiện này cũng vui chứ ha. Quá vui luôn. Hy vọng là chỉ có lần sau nữa. Nhiều lần. Mình dùng từ dài dài nữa ha. Dạ kính thưa quý vị, ở đây là đã thành phẩm được 250 ổ bánh mì, và bây giờ thì mấy chị đây vẫn còn đang tiếp tục làm những cái ổ cuối cùng, và chút nữa thì sẽ chia thành 3 nhóm đó quý vị. Và đầu tiên thì có mấy bà ngoại đang ngồi ở đằng đây rồi. Mấy bà ngoại ơi, con xin phép mấy bà ngoại nha. Dạ đầu tiên thì con giới thiệu với mấy bà ngoại á, hôm nay là những cái phần bánh mì đến 250 ổ từ một người con của xóm bóng, một người anh rất là quen thuộc với hầu hết tất cả bà con đây. Con xin phép giấu tên của anh, nếu mà con nói tên ra thì bà con chắc chắn là sẽ biết là ai liền. Và nhà của anh thì ở bên hông đình đây nè, bên hông chùa Island luôn. Và mỗi người làm một ổ bánh mì, một chai nước, và trong khi mà con làm mấy cái phần này đó, con dư lại được 500 ngàn. Con lựa chọn được 5 người ở đây, những người ngoại lớn tuổi và người chị đây bị tai biến,
con xin phép được tặng thêm mỗi người là 100.000 đồng. Dạ. Con tặng ngoại 100.000 ha. Dạ, chờ con phát ổn mì nữa nha. Tặng ngoại 100.000. Tặng ngoại 100.000. Tặng chị 100.000, còn dư lại 20.000 em tặng chị luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ là những phần bánh mì nha. Anh em có không anh? Dạ. Em có không? Đây là những phần bánh mì ha, tặng cho ngoại. Dạ dạ có. Bè cứ về hay bè bọn bên với mẹ cháu anh. Tặng ngoại nha, con hết rồi. Chúc bảo mạnh khỏe. Dạ tặng cho ngoại nha. Cái này bà con mình cảm ơn người anh sớm bóng á, người con sớm bóng nha. Vâng, cái bè về còn bấm xin hai ổ hai người mới đi được. Dạ được. Thêm hai ổ nữa ha. Dạ rồi bà con chờ con một chút anh ơi, tới ăn bánh mì anh. Rồi mời chị gái nha. Đủ nghe con cảm ơn luôn nha. Quán quán là 6 người. Dạ chị qua quán đi. Dạ. Cảm ơn. Rồi tặng anh nha. Cảm ơn quay luôn. Dạ rồi kính thưa quý vị, trên đây là những cái bị bánh mì và em sẽ chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm là cầm theo một máy để đi phát bánh mì và ghi hình lại luôn. Xin mời quý vị hãy cùng đi chung với em luôn ha. Chào bà con. Con xin phép được thay mặt một người con sớm bóng, một người anh ở nơi này có những cái phần bánh mì phát tặng đến với bà con á. Con xin phép tặng mỗi người một ổ nha. Dạ con xin phép tặng mỗi người một ổ. Dạ. Rồi con tặng cô một ổ nha. Quay đây cho em. Dạ, đây đưa hết cho cô đây 6 ổ đi, lựa cho cô 6 ổ bên đây. Rồi cháu quản ổ nữa hay không? Cháu quản ổ nữa. Rồi Hồng ơi, Hồng đi với mình nhé. Ok. Rồi bây giờ mình với Hồng cắt cái ổ sạch sẽ này. Bỏ thêm 2 bị ra vô nữa nè. Rồi mình đi. Rồi, cái này là giao lại cho mấy chị nha. Rồi đi đâu vậy, đi đâu? Bây giờ trống tay cái tập. Đi hướng này nè. Rồi. Trống tay cái tập thêm bị nữa không? Sao? Cái tập thêm bị nữa. Rồi trống sắp thêm một bị nữa đi. Phượng với Nhi đi nhánh bên đây đi. Còn Trúc với Bích đi nhánh bên này, còn mình đi dọc đường đây. Ok không? Rồi. Nhìn hướng nào, xuống đi. Rồi Hồng ơi tặng cho bà con luôn đi Hồng ơi. Đây con mời quả một phần bánh mì nha. Rồi con chúc quả ngon miệng nha. Con chúc quả ngon miệng. Trời ấy lên đi. Kệ đi đi. Tắt rồi. Lâu chọc cho màn hình đây cái này. Chọc mày lâu chọc. Dạ. Rồi chúc bà con mình ngon miệng. Dạ dạ. Dạ. Bây giờ cô bệnh biết là không có tiền mua thuốc rồi. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Dạ. Cảm ơn em nha. Đi tiếp Hồng ơi. Đó luôn. Lên xe đó. Anh ở bệnh trên mạng rồi. Con chào mấy ngoại nha. Dạ. Chào ngoại. Dạ. Hôm nay xin phép với mấy ngoại là có một người con sớm bóng giấu tên tặng cho bà con mình nha. Dạ rồi mình đi tiếp ha. Hồng bên kia chống tay xách cái này đi. Đây. Wow, bên kia thấy mấy bà ngoại chống gậy đi, thấy thương quá. Chỗ đây là chùa Anh Linh thưa quý vị. Có chưa? Có ghé vô chùa chứ này. Rồi, ghé vô chùa đây. Mình mới gửi xe á, xong rồi mấy cô dặn. Mấy con bánh mì á. Đây vô trong chùa Anh Linh luôn. Đây con, đây nhẫn này á. Rồi con chào bà con nghe. Cho nó ăn ổ đi. Dạ, mỗi người một ổ, ai cũng được. Dạ. Cho mấy người từ thiện. Dạ. Anh lợi đó. Dạ rồi. Đây rồi anh Lợi, em không quay được. Dạ rồi, tặng cho mỗi người một ổ nha. Ăn bánh mì buổi chiều anh. Rồi, chúc anh ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn chị. Cái này mấy chị đang sơn lại tượng Phật đó quý vị. Công đức vô lượng. Dạ.
Ơi bác cái em chạy, cảm ơn. Rồi chúc bà con ngon miệng. Dạ. Cảm ơn. Anh Lợi. Dạ. Anh trai con gái ảnh mày không? Dạ đúng rồi, công đức vô lượng. Dạ. Chúc hai đứa ngon miệng nha. Rồi đi tiếp Hồng ơi. Dạ chưa. Đây cho mày ảnh đi, chị bớt cho mày ảnh. Cho mày ảnh đi. Rồi, đi đi rồi đó. Lấy mì cô lấy mì ăn. Nè bè con lấy mì ăn nè. Cho ổn mì ăn. Để xuống em bấm cái. Quay mình bị vô. Mỗi người ổ hai ổ rồi chị à, mỗi người hai ổ thôi chị Bích. Quay cái điện luôn. Thôi đi xuống đi xuống đây nữa chị. Đi xuống đây em. Về đây gì đấy. Cái ổ quay em cũng được, quay em điện cũng được. Chị Bích đi rồi, chị Bích đi rồi, em quay nha. Anh có nhận vô trong chùa không? Chưa. Rồi em mời anh nghe. Chúc nhà mình ăn bánh mì ngon mì nghe. Rồi đi tiếp thôi. Vô đây. Chú ăn bánh mì không chú? Đây con mời chú. Dạ con chúc chú ăn ngon mì nghe. Đây. Hình như cái đường này là cuối đường luôn á. Đường này ngắn lắm hả? Bánh mì không cô? Nhà mình lấy mấy ổ hả? Hai ổ. Nhà mình có ăn bánh mì không? Dạ, chúc cô ngon miệng. Dạ. Ủa bà ngồi có rồi. Dạ đây ngồi. Không sao. Đây. Ủa cô vô đây hả? À đây nè. Mấy ổ? Bốn anh dễ con chúc chú ăn ngon miệng nha. Ở đâu vậy? Để chú ăn mới liền ở ngồi trước á. Em ơn nha. Rồi ăn. Chú ăn bánh mì không chú? Đây con mời chú. Dạ. Cho mẹ ngủ ra. Mẹ mới lấy á. À bẻ lấy cho mấy bị uống tài. À. Em hai ổ. Đi xem vô trong á, vô trong nha. Chị cô vô đây hả? Chị ăn bánh mì không? Mì trẻ. Nè con. Rồi chúc hai mẹ con ăn cơm ngon miệng. Ủa quên ăn bánh mì, quên chưa ăn cơm. Cho hết rồi, ăn ổ đi. Dạ. Con ổ đi rồi cho hai đứa chỗ nào. Nữa hả?
Dạ. Dạ. Chị bữa nay con một bị này dùng lại luôn. À. Ở trong ổ rồi. Rồi con chúc ngồi ăn bánh mì ngon miệng. Chị dùng lại luôn chị. Hai người chung vậy. Không, cái y mấy hồng, chim hai ổ cho bà ngoại là cái bè nướng rồi đây vậy, ngon miệng vậy, ngon mẹ. Rồi đi tiếp không? Wow. Cái này em sẽ đi khắp sân bóng luôn. Các nhóm chia ra, nhóm bên kia là kết thúc đi rồi. Mình cứ đi thẳng cái đường này thôi. Đây bánh mì tới, bánh mì tới. Rồi. Chúc bà con mình ngon miệng nha. Chị ăn bánh mì luôn ha. Bà con cứ ở bên đó đi, con qua với bà con yên tâm đi. Lỡ quay luôn con là quay lại. Dạ rồi, tặng cho ngoại. Đây, chúc chị ngon miệng nha. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Rồi ở trong này bà con mình cứ yên tâm nha, có người vô thẳng sớm của bà con luôn. Ở đây em đi thẳng cái đường này. Ủa chị? Dạ, hai người chị phần chiều nghe, hai phần hả? Dạ rồi, chúc chị ngon miệng. Rồi, chúc bà con ngon miệng. Rồi, mấy bà con mình hai ổ ha. Bốn ổ và hai ổ. Cho chị hai ổ đi. Chú phần nha, chú ngon miệng. Dạ cơ bản là mỗi người một phần thôi. Bà con nào mình chắc chắn có người cần ăn thì mình lấy thêm nha. Cô bộ nhanh hết quá Hồng ha. Rồi hai ổ bánh mì. Rồi chúc ngon miệng. Vậy đúng rồi, mỗi người phần 2 phần nhường cho người khác nha mấy cô. Mình lấy mì không? Rồi lấy giùm luôn. Hai đứa nhỏ. Rồi đây. Rồi chúc hai con ngon miệng nha. Cảm ơn con nha. Học giỏi nha hai con nha. Trời nắng quá ha. Cơ bản là mỗi người một ổ trước đi ha. Dạ bánh mì từ thiện. Dạ. Từ thiện. Dạ rồi chúc ngon miệng. Dạ. Rồi mình qua bên kia đi, bà con đang chờ bên kia. Rồi con chào bà con nha. Bánh mì này là bánh mì của một người con sớm bóng nha. Giữ cái bánh mì vậy? Nó đi quần ở đây nè. Ở trên nó còn. Ăn mì không anh Tiều? Lấy mì thịt ăn chị Hồng muốn lấy. Bé nó ăn chứ là để đó thôi, có ai tới thì mấy ăn hơn nè. Đây, ăn luôn miệng nha. Rồi, em đi quần ở đây lên đây chị Bích. Đây, đây, đây. Anh mì em lấy mì kìa. Lấy mì đi bè. Mì đi. Bánh mì bánh mì đây lấy ăn đấy.
Rồi chị bắt lên đây mình lấy sách tiếp. Ủa trong đây còn ở đi không? Cuối ngõ luôn hả? Dạ tới chị. Rồi. Vô trong mấy hẻm vậy nè. Dạ. Ủa con thấy trong đó đông rồi mẹ cô. Không đủ hả? Dạ cho chị dạ, ổ. Chị ổ. Ngoài ăn bánh mì không? Dạ. Chà cái mì về cho ổ đi. Treo dạ. Một cái nữa. Hai giờ chà ổ. Rồi con chúc mấy ngồi ăn bánh mì ngon miệng nha. Chà cái bè cho ổ. Để đứng ngắm ổ. Dạ. Dạ. Không cha duyên ổ đi cho bà dẹt kia bên nước kìa. Dạ. Trong đó còn đường đi không ngoại? Đường cuối đường sao đi đây lại cho bầu. Vậy hả? Đó cuối đường luôn, nhà tôi là cuối đường á. Đi lấy nha chị. À, em ăn bánh mì ngon miệng em. Nhà các em bé nó biết thôi. Dạ còn không? Còn bà ngoại nào không? Bốn. Ăn mì chưa? Dạ đây. Cá Ồ cá hả? Dạ còn để người khác. Gì? Ủa hết đường rồi hả ngoại? Hết đường ra sau nè. Dạ. Cho nhàn đó. Hai trẻ con hả anh? Rồi. Ơi, cảm ơn nhiều. Rồi hai trẻ con nè. Bên đây có hiểm đi không ngoại? Ủa nhà em trong đây hả? Ừ. Ở nhà chồng đúng không? Chồng. Đi tới đây. Dạ. Cô bị tai biến hả? Mấy ổ cô? Dạ. Nhà mình mấy người cô? Dạ, kính thưa quý vị, cô này đang bị tai biến và đang ở trong nhà. Nên cô cần bê phòng. Rồi, con chúc nhà mình ăn bánh mì ngon miệng nha cô. Còn cái bè già còn ở đâu nữa bà? Cha đang ổ cho ông quốc em cho cháu. Đâu nhà cô Yến đâu? Đây. Nhà cô ngon. Em đặt đằng trước á chị. Dạ. Em cũng biết chị tên gì nữa. Em cũng biết chị tên. Đây. Mấy ổ à em? Nhìn lấy mấy ổ. Cha con nó ổ nữa. Đây chị. Rồi. Đường đây mình còn đi vô được nữa không? Vậy hả? Ông ăn bánh mì không ông? Ông ngoại bánh mì ông ngoại. Dạ con mời ông nha. Đây con mời ông. Dạ. Chúc ông ăn ngon miệng nha. Con chúc ông ăn bánh mì ngon miệng. Đi tiếp. Ăn bánh mì không con trai? Ăn không chị? Đây em mời chị nghe. Dạ. Đây. Rồi. Dạ. Đây vô đường đây em. Trong đó có đường nữa không? Có, không nữa. Mình đi bên này đi. Thì có nhà, em, dạ. Dạ. À, dạ. Dạ. Em mời chị. Con quăng ổ. Dạ. Em chúc chị ăn ngon miệng. Bánh mì gần hết rồi, đắt quá. Có khi nào đổ mình sớm trước không chị? Chắc vậy á. Hết rồi, hết ngã đường đi rồi. Ủa hết rồi. Hết rồi, đang ngoài kia. Mình đang ngoài kia đi.
mình quăng ra ngõ cái bên kia lại. Hết. Dạ. Dạ rồi, mời bà con. Dạ. Đi qua bà ngoại kia đi. Thôi được rồi, để qua bên kia. Rồi bà ngoại lấy luôn rồi. Đi qua bên đây đi. Rồi mời chú ổ bánh mì chú. Dưới đó có người rồi, dưới đó có người rồi, yên tâm. Chút cái gì hết mình chạy về rồi còn thì mình lấy thêm ha. Hai đứa hả? Đây còn một ổ thôi. Rồi chờ chú một chút đi, chờ con một chút đi. Rồi cho mấy. Mấy ổ. Chờ hai em đây. Em, anh lấy bánh mì ăn, gặm mì thịt, lấy mì ăn đi. Rồi đưa hai anh hai ổ luôn đi. Chú ơi, chú ăn bánh mì không chú? Ủa, ăn không em, ăn bánh mì không? Bánh mì thịt, trẻ. Bánh mì trẻ. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Chị, ăn bánh mì không chị? Ăn bánh mì thịt không? Chế thịt. Dạ, dạ. Đây, em mời chị. Chờ bên đây con bé nào để bánh mì từ thiện vậy? Dạ, dạ, em đặt bánh mì ở ngoài. Em đang nhìn cái đường này mình đi lên được đúng không chị? Được. Bây giờ mình đi lên là ra đường được cái luôn. Dạ. Rồi, em kìa. Ăn em chúc chị ăn ngon. Rồi. Rồi. Hai người sẽ chắc ấy. Ồ, em đâu biết đâu. Em đi rồi. Ngang em thấy. Dạ. Ồ, dắt này đi lên đâu vậy? Bây giờ mình đi đường này. Cô ơi, ăn bánh mì không cô? Ờ, dạ, dạ, con cảm ơn cô. Đây, đường đây là mình bước lên đây được nè. Mình đi lên đây được nè. Rồi. Vậy là bây giờ mình lọt đi đường đây. Đúng không? Ăn bánh mì không? Nè con. Con ổ, đang ăn không? À. Rồi, đi tiếp. Cô ăn bánh mì không cô? Đây, con mời cô một ổ bánh mì về một chai nước. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Rồi, cô từ thiện hả con? Dạ, yeah. Chị ăn không? Rồi, em chúc chị ăn ngon miệng. Ủa, sao mai bác được không cô? Dạ, được cô. À, nghỉ hả, sao mừng hả? Yeah. Cô ăn mai. Con chào cô. Cô cháu. Yeah. Đây. Mình còn hai ổ, giờ mình quay lại con đường này. Xong rồi, giờ em đi xuống lại. Đây. Cẩn thận Nghiên Nhi. Bước xuống cái bậc á. Dạ. Em quay xuống lại, em còn xe dưới đình nữa. Em để xe được trong đình á. Mấy ổ này là ở trong đình dặn. Mình quên gì, nãy ở trong đình dặn mình ba ổ. Bây giờ còn có hai ổ à? Hai ổ đâu. Đi ra em kịp mấy đứa kia không ta? Nhanh lắm, nhìn vậy mà nhanh lắm. Ý là cần ổ nữa. Cho trong đình ba ổ. Dạ, em cảm ơn chị.
Lần đầu tiên chị mới vô đường đây. Em cũng lần đầu tiên luôn. Ừ. Sao chị em mình có nhiều lần đầu tiên quá vậy? Ừ. Đi quá này, em làm nhiều cái lần đầu tiên quá. Bị nhốt quá trong cung, bây giờ đang xuất cung. Để sống chung. Bây giờ mình đi thẳng vô trong đình luôn nghe. Thiếu ổ à. Còn ổ nào không? Còn ổ nào không? Ổ. Cho ổ. Sao trong đây dặn bê ổ. Ổ. Mình tưởng là mình nhanh nhất chứ. Hồi nãy mình gửi xe trong đây nè. Ở trong đây dặn. Trong đình á. Ồ vậy hả? Quan trọng là nãy mình ở đây còn sát hết chưa? Hết hả? Chị sách hết. Chú có bánh mì chưa? Dạ. Kính thưa quý vị, ở đây còn hai phần mà hồi nãy thấy có cái em gái kia đi đâu mất tiêu rồi, không thấy nữa. Bà con nào chưa có bánh mì ạ? Dạ đây, đây mời cô. Dạ mời cô một phần nha. Rồi là hai phần đúng không? Mấy chị là dưới Đông Xuân phải không? Dạ rồi hết luôn. Cảm ơn em. Dạ rồi không có gì. Dạ. Dạ ăn bánh mì ngon không anh? Chú ăn bánh mì ngon chú? Dạ. Hôm nay là phần phát tâm của một người con xóm bóng. Anh nói ở trong mấy ngõ hẻm đây nè. Dạ. Lâu lâu có sự kiện này thấy bà con mình cũng vui ha. Cho chúc anh con miệng nha. À, chúc bà con mình nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Sao chị tám chị chín? Bên đây mình chịu, bên kia ở đây nó lấy lại rồi. Phía trước đây đó ha. À chỗ quán gần chỗ nhẹ xô xuống. Đúng rồi. Là xuống dưới đó bán. À, bên này nó lấy. Máy này khỏe không? Khỏe chưa. Rồi buôn bán dưới đó bán được không? Chưa, mới có 2 ngày, 3 ngày à. Dạ, bữa giờ anh Tèo có liên lạc gì không? Có chứ, còn không phải Tèo. Tí. Anh Tí. Tí. Anh Lâm đó. Anh Thu mới nói càng quê, nó nghe chuyển đi, nó hỏi. Dạ. Nó hỏi thử chuyển đi chỗ nào. Nói đi xuống chỗ nhà bác sĩ đi á. Dạ, rồi chúc sức khỏe nha. Rồi, chúc mừng mai bác đó. Dạ, chào rồi. Chị. Rồi bây giờ cho em hỏi thăm bà con mấy chị nha. Khi mà mấy chị một máy đi phát bánh mì thì tâm trạng của mấy chị như thế nào? Bình thường, ổn định. Thấy bà con ăn thì mình mừng. Cứ đi vô tầng nhà mời bà con ăn thì mình vô vui. Vô tầng nhà luôn đó. Ừ. Yeah. Vô tầng nhà, mỗi nhà mà 2 hoặc 3 ổ. Vì một người ăn thì họ có thêm cháu nè, hoặc là vợ xin cho chồng. Thì thôi mình cũng đưa luôn. Đó là mình vô hẻm, còn em thì đi ngoài đường không có cơ hội để mà tìm tới nhà của bà con luôn. Chị đi hết con hẻm luôn, đi ra ngoài đường luôn, cái con hẻm của chị đi á, bắt đe đường luôn. Hỏi nhóm của Trúc đi, Nhóm của Trúc đi. Thì nhóm tụi em đi trong hẻm này nhưng mà thấy bà con, em đi mới có một chút mà thấy bà con xóm ra cũng xin hết. Nên không kịp đi tiếp xuống kia, xuống nhà từng nhà bà con. Trúc ở đây là chắc ai cũng biết Trúc đúng không, xóm này nè. Thì em cũng ở xóm này hồi giờ lâu rồi, cũng ở xóm này cũng biết bà con ở đây. Nhiều người cũng khổ, cũng lấy đồ ăn, đồ cũng xin phát tâm đồ, mạnh thường quân đồ cũng ủng hộ cho bà con. Và nhiều người khổ lắm. Ở xóm này nhiều người khổ, nghèo lắm. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay quý vị cũng đã được chứng kiến được mấy chị ở đây đi tận nhà, đi tận xóm để mà phát cái bánh mì đến với bà con. Và hầu như chị Trúc cũng có nói là rất nhiều bà con một ổ bánh mì thôi, một miếng khi đói bằng một gói khi no, ai cũng rất là cần. Và khi mà nhận được một ổ mì ai cũng rất là mừng. Điều đó hết sức là đáng quý, và càng đáng quý hơn hôm nay là sự phát tâm của một người con xóm bóng. Nhà anh thì ở đâu trong mấy cái ngõ hẻm này nè quý vị, em không tiện nêu tên đâu. Và hôm nay thì xin phép cảm ơn anh rất rất là nhiều
một người con sớm bóng. Và đến đây thì xin được kính chúc tất cả quý vị, những bà con sớm bóng ở đây ai nấy cũng đều mạnh giỏi, làm ăn phát đạt và sự như ý, tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn mấy chị. Đến đây thì em xin được phép kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.